Thưa quý vị, sáng nay, ngày 7 tháng 10, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết và quan trọng. Hội nghị đã thống nhất nhận định do hậu quả nặng nề bởi đợt dịch bùng phát lần thứ tư gây ra, kinh tế quý ba tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2021 chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay. Dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra 6%. Kinh tế xã hội đất nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện các vấn đề, Ban chấp hành Trung ương đã cho ý kiến và phân tích sâu sắc tình hình đất nước trong năm 2021, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có tác động nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội và sức khỏe nhân dân. Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được trong thời gian qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, gắn với duy trì phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án kịch bản phù hợp đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp, khả thi nhất có thể. Về xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, Tổng Bí thư nêu rõ, cái mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi không chỉ trong xây dựng chỉnh đốn đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Cùng với ngăn chặn đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực. Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 đã đề ra. Đồng thời, bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh, muốn nghị quyết và kết luận này đi vào cuộc sống, tạo ra bước chuyển rõ rệt, thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện.